Hello, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến chương trình của mình. Mình là Bảo Khang đây, hôm nay mình sẽ sai cùng B trên phần 2 nha các bạn. Mình vào chat. Đây nè các bạn. Rồi, đã xong. Bây giờ mình phải làm một trang của nha. Ba sờ màu chanh cho con. Ba sờ màu chanh cho con. Trái tròn màu chanh của Neptune. Để con khám phá thêm nữa. Cho nhiều màu chanh hơn nữa. Là con là thế giới rồi. Rồi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ add thêm một chanh nha các bạn. Vào đây sờ nè. Neptune. Thái thòn, nét, nét, nét. Nét nè. Đây là nét nè các bạn. Nờ. Nờ đó ta. Moon nè. Pro. Pro Touch. Pro Touch nè. Pro. Pro như các bạn. Pro 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 Touch các bạn. Pro Touch nè. Đây nè. Rồi, sai đi. Rồi, bây giờ nè moon đây này các bạn, giờ đây nè rồi nét nha, nét nè nờ nờ đâu ta, nờ nè nờ e e rồi rồi các bạn, nè rồi red red nè. Nét nha các bạn. Nét nè. N, R. R đâu ta? Đây nè. Nét. Naso nha. Na nè. Naso. Đi. Nasol ta. Monoma. Nasol nè. Helen nè. Quá trời luôn. Tên nè. Anh mo nè. To nè. Đá năm này. Này. Rồi à. Lo nha. Lo nè. Lo nè. Lo rồi ta. Lo nè. Lo rồi ta. Lo 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 sao dễ mà sao chẳng biết nữa à, lúc này các bạn à,
Nếp giúp 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 được giúp giờ nè. À là mà à à mất nè nè mà kha rồi à là mất à là mất à là mất hôm nay các bạn là à là mất à là à ờ ờ ờ đâu ta element a e a có mô nào à nó ta đâu cream nha cream nè car nè Rem không có rồi không có nào hết trơn Larcia Sarden nha các bạn đây nè rồi ơi hôm xa rồi sợ rồi thật sợ đây nè các bạn sợ nè xa rồi An à, B nè, B nè, B An à, ơi có rồi phá nè, yeah, nè An, An, không, không có nữa, Metron nha các bạn. Mét mét nè mét đồn nữa ta mét mét nè mét đồn rồi rồi vậy là xong rồi ha đó môn à vào đây vào đây nha môn đâu ta là tàu phải không?
Đây là dice nè các bạn. Dice. Marble. Một set dice. Một set dice. Ê, con này nè. What the hell is this? Wow. Đây ha. Nè các bạn, wow. Con thấy đây nè. Wow. Còn thấy cái mặt trăng nhỏ xíu xíu nè. Wow. Còn đóng luôn. Còn cái này cũng dài còn đóng luôn nè. Có phải nhiều hơn chứ. Rồi bây giờ vào đây nè, thêm moon nữa nha. Nó red. Moon of moon. Moon of nep. Lotus. Dế bộ cái bộ nát đi. N nè. A nè. A nè. Nát. Y nè. A nè. Đây nằm thoát bi nè, nằm thoát thép bi nè. Nè là xanh nè ba. Đây là con làm được cái xanh này nè. Đây là Wolf 1061 nè. Là xanh đó, Wolf 1061 là xanh. Rồi đến là đâu rồi đến đây. Dù rồi Scully là mạnh nhất nha. Rồi cái này hợp hết nè. Ủa này mạnh nè. No. Wow, tại có một chanh rồi các bạn ơi. Tại có xanh mới được. Xanh là bự nè. Xanh đâu ta? Nè chưa, mới làm cái máy hành tinh nè. Xanh nè. Xanh đâu ta? Kìa. Xanh. Xanh nữa. Antares là không được nha. Antares là bự. Oxima Sankari nè. Này Oxima Sankari nè. Này kéo xuống hơi chậm chậm đó. Còn đây là xanh nha các bạn. Xanh nè. Xanh nè. Wow, đã thiệt ha. Có xanh mới đã. Có xanh lên này mà.
Giờ ba coi nè ba, giờ cái này nó chiếu lên nè, thấy chưa? Bây giờ con còn áp này được nè, nó kéo hơi chậm chậm một tí, nhưng mà nè, Neptune và Uranus có cái bóng đen rồi nè, ghê chưa? Nãy gì đây? Hả? Nãy gì đây? Y, nãy gì đó? What? Neptune, hôm nay Uranus nè, đó thấy chưa, thấy chưa? Còn đây, Sirius không được nha. Còn cái gì nó khác khác đi. Ơi, Ango nè. Ango nè. Ơi. Ango là hơi à. Cái gì vậy? Sao nó mạnh vậy? What? Thế vậy? Mạnh ghê hồn. Ghê chưa? Rồi đến Cyrus nè các bạn. Đây. Cyrus đâu ta? Cyrus là hơi nguy hiểm nha. Đó. Bây giờ mặc hơn nữa. Chiếu kéo hơn chậm một tí. Này cái nào cũng sáng hết rồi đó. Hành tinh nào cũng sáng hết rồi đó. Hành tinh nào cũng sáng hết rồi. Chỉ có hai ba thôi mà. Hai, còn đây là hai Europa luôn hả? Wow. Wow. Đã thiệt. Ước gì được đăng thêm mặt trời nữa nhưng mà Olox đâu? Ở đây cho tôi. Ơi, 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 có gì đó sai sai ta. Về ra nè. Ango nè. Ý, nó bự hơn nè. Wow. Nó đẹp quá ha. Đẹp dữ ha. Kéo hơn. Giờ cái nước hành tinh nó ngon, ngon. Ngon. Ngon chưa? Đây nè, Pollux đã tới đây. Trời, thấy chưa? Ông lắc đây nè. Thấy chưa? Kéo xuống nè. Kéo chậm mát nữa. Thấy chưa? No Finland nè, Sweden, Norway nè, nước Nga nè, Nhật Bản kìa. Có Prion nữa nè. Prion nó nhỏ lắm. Ablation Cherry B nè. Ablation DA nè. Paisa cho tôi dơ dơ. Antares nè. Ui coi chừng nha. Antares nó bự khủng khiếp luôn á. Không. Không nói là Antares là bự khủng khiếp luôn. Wow. Ghê thiệt á.
Con nói là như vậy mà. Không có gì hết, mình tập trung làm việc. Rồi. Regulus đem nè. Trời, bự vậy. Regulus nhỏ nè. Theragim ác nè. Theragim A nè. Bự chưa? Tao không sợ đâu mày. Đã chưa? Oh my god, Death nó bự vậy. Thôi không được, không được, không được. Death nguy hiểm. Con đang làm mặt trời. Để cho thành sai combination. Giờ nó bự hơn án nữa. Oh no, 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 no. Sao giờ đây? À đây nè. Olox nè, ai vậy? Ai, à chẳng biết. Chẳng biết nữa, đó cái gì nữa. À, mày xuống nhà, mày xuống nhà. Ê, Olox nè, Olox, Olox. Sao bây giờ đây? Hả? Mà kéo ở đây sao? Oh no, đã thiệt đó. Tao lóc nè. Là sao bây giờ? Ủa sao kéo ở đây bà? Là sao kéo ở đây bà? Sao bây giờ? Ý, trời. Kìa trời. Ai à, sao vậy? Wow, được rồi nè. Yeah. Cái nước này nước gì không? Applet á. Nước này nước bự nhất á. Rồi. Nước này bây giờ bự nhất nè. Ai không biết nữa thôi nha. Đen là nước bự nhất đó. Trời, đen là nước bự nhất. Hay anh Bi nè. Quýt nè. Polos nè. Polos là bự nhất nè. Ngôi sao UI Scotty là lớn nhất. Nhưng mà con không có áp cái này được. Mày bự á con. Dép là bự nhất nè. Barnstar. Cái này cái gì đây? Một nè. Hai nè. Ba nè. Rappler nè. Bốn. Năm. Oh man. Nhiều vậy? Crab Holler nhiều vậy? Ikenia nè. Bự vậy? What? Bự vậy? Wow. Cái này thì nhỏ nè. Là Wolf. Này có rồi. Max. Rồi. Rồi để xem coi tình hình nó sao nha. Quả tình hình nó vậy nè. Ngày nào mất ở chưa? Giờ kéo lên chậm lắm nè. Cái này cái gì đây? Cái gì lâu dữ. Ở quần nha. Rồi, một cái máy trên kìa anh. Máy tay, máy trên hết trơn kìa. Chơi ba. Ba. Ba.
tự nhiên áp nhiều ngôi sao á, cái sao Saturn giúp Peter chuyển màu luôn á. Gần nhau quá. Ghê quá. Rồi xong chưa? Wow. Off đi, vào đây đi. Wow. Tiếp đi, ngày khác làm tiếp. Rajo. Làm tiếp. Sirius B nè. Anh vậy lâu rồi. Còn Rajo. Video như vậy đã kết thúc rồi. Xin chào các bạn, hãy nhớ đăng ký subscribe và nhấn like cho mình nhé. Coi, nhớ coi tiếp phần 3 nhé. Tạm biệt các bạn. Xếp đi, xếp đi, xếp đi. Ủa, xếp. Xếp gì vậy? Lưu. Sai. Kẹo ha. SC Sai Commission. Cầm Verizon nha các bạn. Phát ra cái gì vậy, nhưng mà đừng có làm vậy nha. Wow, nãy giờ nhiều ngôi sao lắm rồi đó. Yeah.